Bình Đức cô quán chợ Tân Thành. Ủa có vô đây gọi hả? Quy nó đi nó không đi gọi với tôi đó. Ra ngoài sau chỗ lò rèn. Lò rèn bảy thưa. Có hai cổng. Cổng phụng qua đây là cổng Long. Nhưng mà mình nam thì mình qua cổng Long đi. Con trâu đi. Được cho. Bữa đây bỏ mấy ông Quy đây mà sống tiêu hết trơn. Con trâu nha. Con trâu. Mấy ông Quy lớn này mất tiêu chứ. Trước thả mấy ông Quy đây mà giờ này bắt lên hết rồi. Hết nước hết trơn, khô cạn khô hết trơn. Đây này kìa, cổng rồng. Long. Cổng Long. Đây. Đây là bốn con rồng. Thanh Long, Hắc Long, Quỳnh Long, Xích Long, Bạch Long. Năm màu, năm con rồng. Đây là lò rèn bảy thưa. Hồi xưa chủ Đức cố quản mấy vị rèn vũ khí đây đến giặc Pháp. Cái này di tích lò rèn bảy thưa. Này quá cạn rồi, mấy ông Quy bắt lên hết rồi. Đang sửa tu sửa lại. Đây đền thờ của cha Lạc Long Quân. Thời chi gì liệt sĩ đây. Đây đồn bảy thưa hồi xưa. Đó, đánh đồn bảy thưa. Đây điện của Quyền Thạch Tổ. Đây và di tích lò rèn bảy thưa. Đây này gốm hồi xưa nè, có phải xài lại nè, cước sắt lò rèn nè, mấy cục cước sắt lò rèn ngày xưa tới giờ còn sót lại nè. Mấy đồ gốm hồi xưa bãi này là cước sắt lò rèn đây. Di vật của mấy người xưa còn sót lại. Đây là phục dựng lại cái cảnh hồi xưa mấy vị ở đây xưa làm lò rèn đây. Nó đang rèn rèn đao rèn kiếm rồi. Đó, mỗi vị làm mọi việc một việc. Sống động như thiệt. Thank you.
rèn đao kiếm hồi xưa.